không phải đồ chơi. Quả bóng. Nó đây rồi. Là gì vậy? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, có quái vật ở công viên. Nó trông đáng sợ lắm, xin hãy giúp bọn cháu với ạ. Còn quái vật ư? Bọn chú sẽ tới đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, nó ở đằng kia. Mắt nó chiếu ra ánh sáng xanh là cây sáng rực lên chú ạ. Đáng sợ lắm ý. Mắt phát sáng ư? Các cháu mau về nhà trước đi. Dobby, chúng ta đi nào. Được thôi. Như thế này thì mình không sợ ánh sáng xanh lá cây nữa. Nhưng mà mình cũng không nhìn rõ luôn. Con quái vật bắt được tôi rồi. Quái vật gì cơ? Đây là cái cây mà. Nhưng mà tôi nhìn thấy một vệt ánh sáng xanh lá phát ra từ hướng kia kìa. Như thế này hả? Đúng rồi, đúng là như thế. Có vẻ như tia sáng xanh đó xuyên qua lỗ hổng của cái cây này. Nó lại xuất hiện nữa kìa. Nó biến mất rồi. Có gì đó ở trong bụi cây. Cái gì vậy? Chỉ là con thú cưng thôi. Tôi hiểu rồi. Có ai đó đang dùng tia laser để chơi đùa với thú cưng của họ. Ê, nó sáng quá. Sẽ rất nguy hiểm nếu chơi với tia laser thế này đấy. Chúng ta mau đi theo, như vậy sẽ tìm được chủ nhân của nó. Lối đó. Xem đây. Tôi bị kẹt rồi. Chúng ta đi đường kia. Đến đây nào, đây nữa. Mắt của tôi. Chạy rồi. Chạy đi. Chạy đi. Đằng này cũng còn chạy nữa sao? Cái đuôi của tôi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Dobby, chúng ta mau nhanh lên. Hiểu rồi. Cẩn thận đấy. Đi nào. Vậy ra nó đúng là que laser ánh sáng. Anh sói, rất nguy hiểm khi chúng ta chơi với đèn laser như vậy. Đây không phải là đồ chơi đâu.
Tôi không bao giờ chơi với cái đấy nữa đâu. Các bạn nhỏ, đèn laser là một thứ vô cùng nguy hiểm. Nếu đèn laser chiếu vào mắt bạn, nó có thể gây tổn thương cho mắt, thậm chí gây mù lòa. Ngoài ra, tia laser công suất lớn có thể đốt cháy đồ vật, gây ra hỏa hoạn. Vì vậy, chúng ta không nên chơi với đèn laser. Phải luôn cẩn thận nếu phải sử dụng chúng. Hãy nhớ những điều này nhé. Ai là kẻ lái xe rắc rối? Anh ấy thật là tuyệt vời. Zoom zoom ảo ảo đi. Có chuyện gì vậy? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador xin nghe. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi là Châu đây. Đã có người đâm vào xe của tôi. Gì cơ? Đừng lo, chúng tôi sẽ tới đó ngay. Anh Châu, cảnh sát trưởng Labrador, anh nhìn đây này, xe của tôi đã đỗ gọn ở chỗ này rồi, vậy mà vẫn có người quẹt phải được. Xe của tôi mới cứu luôn đây. Anh Châu này, anh có nhìn thấy ai đi qua không? Khi tôi bước ra khỏi xe, người đó đã đi mất rồi, tôi không thấy ai cả. Anh Châu đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Sau khi xem xét kỹ vết này, đây chắc chắn là vết do ô tô gây ra. Tôi tìm thấy rồi. Có chuyện gì vậy? Khi hai xe ô tô va chạm, chúng có thể sẽ để lại vết sơn trên xe còn lại. Nhìn đây này. Đó hẳn là một chiếc xe màu vàng sáng. Một chiếc xe màu vàng sáng á? Tôi nhớ là chiếc xe đua của báo đốm có màu như vậy. Chẳng hẳn là báo đốm rồi. Chúng ta vẫn cần phải hỏi anh ấy trước đã. Tôi sẽ đi tìm anh ấy. Hỏi anh ấy chuyện này. Báo đốm đâu? Thả đây đi. Báo đốm, cậu va vào xe tôi đúng không? Bình tĩnh nào. Anh Châu bình tĩnh trước đã. Tôi xe của tôi cũng bị va vào đây này. Cái gì? Xe của tôi trong xưởng cả ngày hôm nay, tôi thậm chí không lái nó. Nhưng hãy nhìn này. Trời ơi, xe của tôi à. Tôi không biết chuyện đó. Vậy ai đã làm ra chuyện này? Chiếc xe bị va chạm ngay ở trong xưởng ư? Hả? Anh báo đốm, đây là con trai anh đúng không? Đúng vậy. Nó muốn trở thành vận động viên đua xe giỏi nhất thế giới. Dobby, hãy cho tôi xem bức ảnh xe của anh Châu. Đây này. Cả hai xe đều bị va chạm ở tầm thấp. Điều này không thể với những chiếc xe bình thường. Nhỡ như chúng bị va bởi những chiếc xe đồ chơi thì sao? Anh báo, con trai của anh đâu? Thì tôi chưa thấy nó từ sáng đến giờ ấy. Ôi không, báo con có thể đang gặp nguy hiểm. Cái gì cơ? Các cậu thật là chậm chạp. Xem siêu vận động viên đuôi xe đây. Hả?
Báo con, cẩn thận. Con yêu, con không sao chứ? Bà rất lo cho con đấy. Chúng ta tìm được thủ phạm rồi. Đó chính là Báo con. Báo con, cháu không được lái xe đồ chơi của mình ra đường như vậy. Cháu xin lỗi, cháu không làm thế nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, rất nguy hiểm khi lái xe đồ chơi ra đường. Các bạn có thể gặp tai nạn nữa đấy. Hãy luôn lái xe của mình ở nơi an toàn và luôn có sự theo dõi của bố mẹ nhé. Đừng ăn thực phẩm bẩn. Ba Cáo ơi, cháu một phần nữa. Cháu cũng muốn. Được rồi, chỉ một lúc thôi. Ơi đây, ở đây nữa. Của cháu đây. Cái gì đấy nhở? Ba Cáo ơi, cái đen đen này là gì đấy hả? Chỉ là sô-cô-la đen thôi mà. Cháu có vẻ rất thích salad của bác nhỉ. Bác sẽ tặng cháu thêm một phần nữa nhé. Cảm ơn bác ạ. Sao bụng mình đau đấy nhở? Nhà vệ sinh ạ. Nhà vệ sinh ở đâu nhở? Sao ở đây nhiều người thế nhỏ? Trông họ không đỡ ổn lắm. Cảnh sát trưởng Labrador, tất cả mọi người đều bị ngộ độc thực phẩm. Có điều gì đó không đúng ở đây. Ngộ độc thực phẩm? Dobby, chúng ta phải kiểm tra xem hôm nay mọi người đã ăn gì. Cháu bé, cháu cảm thấy thế nào rồi? Cháu phải chạy đi nhà vệ sinh 3 lần rồi ạ. Cháu có nhớ hôm nay cháu đã ăn những gì không? Cháu đã ăn kem, salad hoa quả, cả bánh ngọt nữa. Cháu phải chạy đi lần nữa đây chú ơi. Sếp, đây là báo cáo. Tất cả mọi người đều đã ăn kem, bánh ngọt và salad hoa quả. Chúng ta phải điều tra những cửa hàng này nào. Không phải do tôi. Cửa hàng của tôi đã mở được hơn 100 năm nay rồi. Chưa bao giờ chúng tôi gặp một phán nạn nào kể từ khi cụ kỵ của chúng tôi mở cửa hàng luôn. Không phải tại tôi. Tôi chắc chắn không thể nào là do những cây kem ngon lành của tôi gây ra được. Thấy chưa? Chúng hoàn toàn ổn mà. Cái gì? Các anh nghi ngờ tôi sao? Cửa hàng của tôi cực kỳ sạch sẽ nhá. Tôi tự tay tỉ mỉ lựa chọn và chế biến luôn. Đây, lựa chọn đúng đắn. Tôi rất thích salad hoa quả. Tôi lấy một phần nhá. Tôi không nghĩ bất kỳ hàng nào có vấn đề đâu sếp. Đừng ăn. Tôi ngửi thấy mùi hoa quả thối từ cửa hàng salad của anh Cáo. Chắc chắn anh ấy đang che giấu điều gì đó.
Gì cơ? Kia chẳng phải là anh Cáo sao? Anh ta đang định làm gì vậy? Mau theo dõi anh ấy. Hoa quả thối ở khắp mọi nơi. Mấy tên cảnh sát đó mà cũng tin lời mình nói. Mình chẳng quan tâm chuyện hoa quả có thối hay không. Đằng nào mình có ăn đâu mà phải sợ. Anh Cáo, hóa ra là do anh mà mọi người bị ngộ độc. Cảnh sát, hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Tôi phải đi ngay đây. Hẹn gặp lại nhá. Ngươi cầm lại nó đi này. Ôi, kinh khủng quá đi mất ơi. Anh cũng đâu thích ăn hoa quả thối nhỉ. Anh thật là xấu xa. Hãy theo tôi về đồn cảnh sát ngay. Bụng của tôi. Chưa hết, hãy cho tôi đến bệnh viện trước được không? Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, hãy luôn kiểm tra đồ ăn của mình trước khi ăn. Nếu chúng trông bị bẩn hoặc hỏng, hoặc có thể đã hết hạn sử dụng, các bạn không được ăn nó nhé. Thức ăn hỏng có thể gây ra đau bụng, thậm chí là ngộ độc thực phẩm. Các bạn hãy nhớ điều này nhé. Không được chơi với sâu bướm. Hả? Ồ, là một con sâu bướm. Trông thú vị ghê. Hả? Sao mọi người lại sợ sâu nhỉ? Cảnh sát trưởng Labrado, ở trong hồ có rất nhiều sâu bướm, cháu sợ sâu lắm. Con sâu, con sâu kìa, ở đằng kia. Đi nào. Đằng kia kìa. Này. Rồi. Rồi nhỏ, cháu có làm sao không? Hả? Cháu ngứa quá. Cháu, cháu cảm thấy có con gì đấy ở trong mai của cháu. Lại là sâu bướm nữa sao? Cổ của cháu. Tôi đã chữa xong rồi, anh sẽ cảm thấy đỡ hơn ngay thôi. Sâu bướm chỉ có thể sống ở trên cây, chúng không thể tự chạy xuống khỏi cây và bò lung tung như thế này, trừ khi có ai đó đã bắt chúng xuống. Cháu nhớ ra rồi. Sáng nay lúc cháu đang tập thái cực quyền, cháu thấy sói nhỏ đang bắt sâu ở trong bụi cây ạ. Sói con chắc hẳn đã bắt sâu để dọa mọi người. Chúng ta phải ngăn lại ngay. Ừ.
trêu mọi người bằng sâu thật là vui. Chúng ta tiến lên nào, quân đoàn sâu của ta. Sao tự nhiên lại ngứa đấy nhở? Ơi, nó càng ngày càng nặng hơn. Ôi không, mình bị ngứa khắp người rồi. Sâu tránh xa ta ra. Tránh xa ta ra, cứu cháu với. Là sói con. Cứu với. Đi nào. Tránh xa ta ra, tránh xa ta ra. Ở đây có nhiều sâu quá. Sâu bướm ở khắp mọi nơi. Cẩn thận đấy. Chúng ta đi nào. Được thôi. Cứu, cứu cháu với. Hãy mau ra khỏi đây. Này. Tôi có ý này. Siêu lốc xoáy. Ôi, cậu bé đáng thương. Cháu sẽ không bao giờ chạm vào sâu nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, có một số loài sâu và bọ có chất độc. Nếu chúng cắn bạn, vết cắn có thể trở nên sưng đỏ, bị ngứa và thậm chí có thể tệ hơn. Hãy nhớ, không được chạm hoặc chơi với các loài sâu và bọ. Và nếu chẳng may có một con bọ chạm vào bạn, đừng cầm nó bằng tay không. Hãy nhẹ nhàng bỏ nó ra khỏi người bằng dụng cụ. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Tiếng động lạ trong lòng đất. Wow, quái vật lớn đến đây. Con yêu ơi. Là ba. Cho con ở trong này hả con yêu? Cổ, con lại chơi trong nhà vệ sinh có đúng không? Không, con có chơi đâu. Đi nào, đến giờ đi ngủ rồi. Ba ơi, ba, có tiếng gì đấy? Ai mà lại đến vào cái giờ này vậy? Có ma trong tòa nhà. Trên đời này làm gì có ma. Dobby, chúng ta đi nào. Con ma kia. Ai là người đang giả làm ma vậy? Ma. Là gia đình nhà cháu. Chẳng vui chút nào đâu nha. Xin lỗi, chúng tôi không cố tình dọa mọi người. Có tiếng động trong nhà và chúng tôi đã rất hoảng sợ.
chị đừng đứng đó đi ạ. Dobby, đi nào. Đây là nhà trâu. Chúng ta vào trong xem. Ở đằng kia. Nó phát ra từ đây. Và đây. Tiếng động đang di chuyển nữa. Tôi tìm thấy rồi. Mùi gì ghê vậy? Có vẻ như tiếng động phát ra từ trong đường ống. Babylon nghe. Babylon, chúng tôi cần cô trợ giúp. Đã rõ. Babylon, luôn tìm ra cách. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi giúp gì được cho các anh? Có cái gì đó ở trong ống nước. Chúng tôi cần cô tìm ra giúp. Đã rõ. Hãy xem bác sĩ nhỏ của tôi đây. Bác sĩ nhỏ không hề sợ những công việc khó khăn nhất. Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều. Có nhiều thứ bị kẹt trong đường ống quá. Nhìn kìa, có thứ gì đó đang di chuyển. Đi theo nó. Không vấn đề gì. Sao nó lại ở trong đó được? Con xin lỗi, con đã thả nó xuống bồn cầu để chơi ạ. Ôi trời ơi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, bồn cầu không phải là đồ chơi. Bồn cầu được kết nối với hệ thống cống ngầm và có rất nhiều chất bẩn ở trong các đường ống. Vì vậy, không được chơi với nước trong bồn cầu và không được bỏ giấy vào trong bồn cầu. Nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Không bắt chước hành vi nguy hiểm. Super Cat Man. Hey, ho, yeah. Anh làm gì vậy, Dobby? Tôi là Super Cat Man. Bắt lên Cat Man. Tiến lên Cat Man. Cẩn thận đấy. Dobby, anh không nên bắt chước những cảnh nguy hiểm từ TV như thế. Anh có thể bị thương đấy. Được rồi. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy giúp cháu. Anh trai cháu bị ngã xuống cầu thang, xin hãy đến và cứu anh ấy. Sao cơ, Dobby, đi thôi. Chẳng có lợi gì khi làm giống Super Cat Man.
Anh ơi. Em ơi. Gà anh, tại sao cháu lại làm một việc nguy hiểm như vậy? Cháu cháu đã cố gắng làm giống như Super Cupman. Điều đó rất nguy hiểm, cháu không được làm như thế. Vâng ạ. Xếp đây. Tiến lên Cupman. Chuột nhỏ nói rằng cậu ấy sẽ thử thế này. Gì cơ? Tiến lên Cupman. Cảnh sát trưởng Labrador, có đám cháy ở trong rừng, bọn trẻ bị mắc kẹt ở đó. Ôi không, đó có thể là những chú chuột hamster nhỏ. Babylon, hãy đến đón chúng tôi. Đã rõ. Babylon luôn có cách. Hả? Mọi người lên đây nào. Em sát trưởng Labrador, tôi đã tìm thấy vị trí của bạn trẻ. Hãy hạ cánh ngay bây giờ. Đã rõ. Ngọn lửa quá mạnh, chúng ta không thể hạ cánh. Babylon, tìm một nơi ít lửa hơn. Dobby và tôi sẽ xuống đó. Được rồi. Hãy mặc áo choàng chống cháy và đi theo tôi. Đường này. Tiến lên, come on. Thật vô ích khi hành động giống như Super Carmen. Chúng ta phải làm gì đây? Cảnh sát trưởng Labrador, hãy ra khỏi đây ngay. Lối này. Babylon, chúng tôi cần giúp đỡ. Đã rõ. Ngọn lửa đang lan quá nhanh. Tôi tới đây. Babylon đang ở đâu? Mọi người lên đây. Ngồi chắc nhé. Chúng cháu sẽ không bao giờ bắt chước những hành động nguy hiểm nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không nên bắt chước những cảnh nguy hiểm trên TV. Chỉ những người đã được đào tạo lâu và biết những pha nguy hiểm đặc biệt mới có thể thực hiện chúng. Vì vậy, chúng ta không được làm theo họ. Nếu bạn cố gắng bắt chước họ, bạn có thể làm tổn thương chính mình hoặc tệ hơn. Hãy ghi nhớ điều đó. Woo! Chúng ta phải làm gì nếu gặp kẻ xấu? Hẹn gặp lại cậu sau nhé. Hẹn gặp lại nha. Này bạn nhỏ, bạn có đồ ăn gì ngon thế? Như quỷ em à. Thôi nào, anh chỉ nhìn một cái thôi mà. Dạ em đây. Ô tô đồ chơi này, anh thích đấy. Anh thích cái này. Sao lại mất hết rồi?
Về nhà và lấy thêm đồ ăn cho tụi này đi anh bạn nhỏ, hiểu không? Nếu cần định bếp xếp với ai nhá, cậu sẽ biết tay đấy. Thì con, cháu có sao không? Cháu ôi giời ơi, cháu yêu, sao hôm nay trông cháu vừa bộn thế này hả? Bà Vịt, Vịt con đã từng bị như thế này sao? Vâng, đúng thế, nên tôi rất lo lắng cho cháu nó. Cảnh sát trưởng Labrador, xin ai giúp cháu tôi. Vịt con, cháu có thể nói cho chú biết chuyện gì đã xảy ra không? Cháu... Nếu mà định bếp xếp với người nào khác, cậu sẽ biết tay tụi này đấy. Cháu không sao ạ, cháu chỉ bị ngã thôi. Cháu đi về nhà đây. Cháu yêu, đợi bà đã. Vịt con thật là kỳ lạ. Tôi nghĩ cậu bé đang bị bắt nạt. Gì cơ? Chắc chắn có ai đó đã đe dọa cậu bé. Chúng ta phải điều tra chuyện này. Chúng ta phải theo dõi vịt con. Chúng ta sẽ có thể tìm ra được ai là người đã bắt nạt cậu bé. Trật tự nào. Đằng kia kia. Vịt con đi ra ngoài rồi. Chúng ta phải theo dõi cậu bé. Kem ngon đây, kem ngon, mua một đây. Mất rồi. Mau xem cậu bé mang gì đến cho chúng ta. Đưa đây. Ngon quá. Vịt con ơi, mấy cái này được đấy. Này bạn nhỏ, lại đây. Anh nói là lại đây cơ mà. Tặng em này vịt con. Mau bỏ nó vào thùng rác. Xin lỗi, hãy để cô bé yên. Cảnh sát nhỏ, chạy đi. Này. Vẫn còn một thằng nhóc nữa. Không ai tìm được ta hết. Tôi có ý này. Tìm thấy rồi. Không ai có thể thoát khỏi ta đâu. Mấy đứa lên đồn cảnh sát với chú. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu có người bắt nạt các cháu, đừng sợ hãi, hãy nói điều này cho người lớn và nhờ họ giúp đỡ. Nếu các bạn không tìm đến sự trợ giúp, việc bắt nạt sẽ không bao giờ dừng lại. Các bạn có thể tin vào ba mẹ, thầy cô và thậm chí là cảnh sát nữa. Những người này sẽ giúp đỡ các bạn. Hãy dũng cảm lên nhé. Chuột chuỗi nhỏ mất tích.
Con yêu, loại quả này rất tốt cho mắt của con này. Con lại chơi điện tử đấy hả? Mắt con đã kém lắm rồi đấy. Hôm nay chơi như thế là đủ rồi đấy nhá. Vâng ạ. Chúng ta đi thôi nào. Chú nhỏ, kính của cháu, nó bị vỡ rồi. Mẹ ơi, đây là ba của tớ mà. Mẹ cháu đâu rồi? Mẹ ơi. Chua chua nhỏ. Chua chua mẹ, sao vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, con của tôi bị mất tích rồi. Chuột chua nhỏ, tôi vừa thấy cháu bé lên chiếc xe buýt kia kìa. Trời ơi, chúng ta phải đi tìm cháu bé ngay. Cháu nói gì vậy? Đây là nhà vệ sinh mà, kem nào? Nhà vệ sinh hả? Chú không phải là mẹ của cháu. Ui, cái bụng tôi. Ôi, mùi quá đi. Ôi. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Chú phải đi đã nhá. Chú chui nhỏ, cậu bé không có ở đây. Cũng không có ở đây. Anh có sao không? Anh gấu mèo, anh có thấy chuột chuỗi nhỏ không? Chuột chuỗi nhỏ à? Cậu ấy đi về phía cảng cái kia. Ôi không, cậu bé có thể gặp nguy hiểm. Chúng ta đi nào. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Chia nhau ra ở đây. Chuột chuối nhỏ ơi, chuột chuối nhỏ, cứu cháu ơi, nó cứu cháu với. Hả, ở đằng kia? Nhìn kia kìa, là túi của chuột chuối nhỏ. Dobby, chúng ta đi nào. Lạnh quá. Ôi không, tàu đang rời khỏi bến. Hả? Đúng rồi, Dobby. Được rồi. Chúng ta phải nhanh lên, ném tôi sang đó. Được rồi. Chuột chuối nhỏ. Chú cảnh sát Dobby. Chú là cảnh sát trưởng Labrador. Hả?
Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Mắt là một bộ phận rất quan trọng, không được nhìn vào màn hình điện tử thời gian dài, và cũng không được đọc và viết trong điều kiện thiếu ánh sáng. Ngoài ra, các cháu không được dụi mắt bằng tay, tay rất bẩn và có thể làm mắt bị thương nữa. Hãy cải thiện sức khỏe của mắt bằng các bài tập mắt hàng ngày nữa nhé. Con ma lúc nửa đêm. Có chuyện gì thế con? Con nhìn thấy ma. Ôi, con yêu đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Chị gái con đâu rồi? Có con ma đã bắt chị đi mất rồi. Ma. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Con gái tôi bị mất tích rồi. Xin hãy giúp tôi tìm cháu bé. Con ma đã bắt chị đi rồi. Ma ư? Xin cô đừng lo, chúng tôi sẽ tới đó ngay. Ôi, cảnh sát trưởng Labrador, con gái tôi đang ngủ trong phòng của nó và giờ cháu bé mất tích rồi. Chắc chắn là con ma đã bắt chị cháu đi mất rồi. Cháu à, trên đời này không có ma đâu. Nhưng mà cháu nhìn thấy nó thật mà, nó màu trắng, còn mắt nó thì có màu xanh và phát sáng, trông đáng sợ lắm. Cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy giúp tôi tìm con gái. Chị đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Chúng ta hãy tìm từ trong phòng khỉ chị trước. Đây là bức ảnh của khỉ chị. Chỉ có dấu chân của em nhỏ ở trên khung cửa sổ. Và cửa sổ không có dấu hiệu bị cậy khóa hay phá mở. Tôi nghĩ cô bé không bị ai bắt đi đâu. Vậy là không có ma rồi. Đây là cà phê. Cà phê á? Ai ở đó vậy? Đây là Đom Đóm. Nó cái kia. Đứng lại ngay. Ta sẽ bắt được ngươi. À, cô ma. Cô ma. Ma. Cô ma. Cô ma kìa. Rồi. Cảnh sát Labrador, con ma đã đánh rơi cái này. Một cái nơ và băng đô nhấp nháy. Tôi biết đây là ai rồi. Không ai có thể thoát được ta đâu. Sao anh lại giúp con ma vậy?
không phải ma đâu. Là khỉ chị đấy. Vậy con ma chính là khỉ chị à? Ôi con yêu, các cháu nhỏ phải ở nhà và ngủ vào ban đêm chứ, sao lại ra ngoài dọa mọi người như thế hả? Cháu xin lỗi, cháu không ngủ được nên cháu chỉ muốn ra ngoài chơi thôi ạ. Khỉ chị, có phải cháu đã uống cái này không? Vâng, cháu thấy khát nước nên đã uống lon nước này trong tủ lạnh. Cà phê là dành cho người lớn, trẻ em sẽ không ngủ được nếu uống nhầm phải nó. Cháu hiểu rồi ạ. Cháu sẽ cẩn thận với đồ uống hơn ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, cà phê là đồ uống dành cho người lớn. Bởi vì nếu các bạn uống phải, các bạn sẽ không thể ngủ được vào buổi tối. Như vậy là rất không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, trà và đồ uống chứa cồn đều không phải là đồ uống dành cho trẻ nhỏ. Các bạn không được uống chúng. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Ngôi nhà ma. Sợ quá đi mất. Quạt, chúng ta thực sự phải vào trong à? Dĩ nhiên rồi, chúng ta là những nhà thám hiểm dũng cảm cơ mà. Được rồi, đi theo tớ nào. Không có thật ở trên đời đâu. Nhưng mà bọn cháu tận mắt nhìn thấy nó mà. Xin chú hãy cứu mèo con với. Đừng lo, bọn chú sẽ tìm bạn ấy. Mèo con ơi. Mèo con. Là một thanh gỗ. Chúng ta lên tầng thử xem. Đó. Là một cây đèn. Kìa là cái gì vậy? Không thể nào là ma được. Dobby, tôi biết chuyện gì đang diễn ra rồi. Con ma và bọn trẻ nhìn thấy chính là bóng của các cháu ấy. Đúng là bóng của tôi này. Tôi biết mà, không có gì có thể làm tôi sợ hết. Again.
Dobby. Dobby, có chuyện gì vậy? Mèo con. Tìm thấy mèo con rồi. Hay lắm, hãy giúp cho bé lên đây. Cảnh sát trưởng Labrado, cháu tưởng cháu không bao giờ thoát được cơ. Ôi không, ngôi nhà sắp sập rồi, chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Chúng ta bị kẹt mất rồi. Có lối ở đằng kia, đi theo tôi. Trưởng Labrado, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ không bao giờ được chơi ở những ngôi nhà hoang. Bên trong rất tối, các bạn có thể bị ngã và bị thương. Và nếu như ngôi nhà bị sập khi các bạn đang ở bên trong, các bạn có thể bị kẹt và không thể ra được. Vì vậy, không được tự ý vào các ngôi nhà hoang, các bạn nhé. Đám cháy ở nhà vịt. Nóng quá. Cứu, cứu tôi. Xin chào, đây là cảnh sát trưởng Labrado. Cứu, cứu với cảnh sát trưởng. Tôi là bà vịt đây. Nhà chúng tôi đang bị cháy. Quác, quác, quác. Xin đừng lo, tôi sẽ gọi xe chữa cháy trước và chúng tôi sẽ tới ngay. Labrado, cháu trai đáng thương của tôi bị cháy rụng mất cả đuôi rồi. Xin hãy giúp chúng tôi. Các anh phải bắt bằng được kẻ đã phóng hỏa. Ý bà là có người đã cố ý gây ra cháy sao? Dĩ nhiên rồi, cảnh sát trưởng. Anh biết không, lần trước chính ngựa vằn phơi mấy đôi tất thối của cậu ấy trên lò sưởi mới gây ra cháy. Đúng thế, chắc chắn lần này cũng do ngựa vằn gây ra. Tôi suýt nữa thì bị nước chín đấy. Không, không, không phải tôi. Tôi thề đấy, tôi đã không làm như thế lâu lắm rồi. Đây, mọi người nhìn đi. Tất cả tất của tôi ở đây. Đừng lo, chúng tôi sẽ tìm ra sự thật. Dobby, chúng ta đi kiểm tra nhà ngựa vằn nào. Đã rõ. Chỉ có chiếc võng bị cháy thôi, chứng tỏ đây không phải là nơi phát sinh vụ cháy. Chúng ta kiểm tra nhà ếch nào. Báo cáo, thứ duy nhất bị cháy ở nhà ếch là tấm rèm cửa. Vậy có nghĩa không phải là ngựa vằn và ếch gây ra vụ cháy này.
vậy chỉ còn nhà vịt nữa thôi. Trong nhà này bị cháy nặng nhất, đây chắc chắn là nơi vụ hỏa hoạn xảy ra. Có vẻ như tôi đã tìm ra bằng chứng. Tôi đoán câu trả lời nằm dưới gầm giường. Đã đến lúc tôi thể hiện dưới đây. Một chiếc bật lửa. Nó đây rồi. Đồ chơi của cháu. Hóa ra chính bé vịt đã là người gây ra vụ cháy này. Cái gì? Sao lại như thế được? Này bé vịt, lúc nãy cháu đã chơi với đồ chơi này như thế nào? Lúc nãy cháu chơi như này này. Trời đất ơi, hóa ra là như vậy ư? Ôi trời, không thể tin được. Bé vịt, đây là một chiếc bật lửa, nó không phải đồ chơi đâu. Lửa rất nguy hiểm, cháu không bao giờ được chơi với nó đâu nhé. Cháu xin lỗi, cháu sẽ không bao giờ chơi với lửa nữa. Nếu cháu còn chơi với lửa, cháu sẽ thành con vịt quay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, tuyệt đối không được chơi với lửa. Lửa rất nguy hiểm. Các vị phụ huynh, những vật dụng nguy hiểm như bật lửa và diêm luôn phải được đặt xa tầm tay của trẻ em. Và nếu phát hiện ra đám cháy, hãy nhanh chóng gọi tới số 114 để được trợ giúp ngay nhé.